Em xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay em về được một đôi loa nhé. Em đôi loa của Victor em thanh lý luôn nhé. Và đôi này nó tình trạng nó không được đẹp lắm. Đây, em quay cho quý vị xem nhé. Đấy. Đấy. Ok, thùng thì không được đẹp lắm nhé. Ok. Rồi. Con này của nó em đo kích thước nhá. À, em xem cái công suất của nó thứ nhá. Con này của nó là công suất là 80W trở kháng 6 ohm, con này rất là ok nhá. Đây, em đo kích thước của nó này. Bát của nó nhá, bát của nó nếu mà đo đo gân là đo ở trong này nhá. Đây đo. Đấy, tức là cái gân nó sẽ từ đây chạy dây giống như bên này đây ra đây. Đấy. Bát 15, ok nhá. Bát 15. Đấy. Cao 28,5. Ngang 20,5 và sâu 20 nhá. Đấy. Con này loa 3 đường tiếng nhá. Con này loa bằng tiếng em bán thanh lý thôi nhá. Con này nếu mà hàng đẹp về có đầy đủ ê căng thì giá sẽ là 1 triệu 390 nghìn. Vâng. Tuy nhiên em bán thanh lý giá rẻ nhé, em bán tù mù luôn cho quý vị nhé. Vâng. Em bán giá của nó là 850 nghìn. Vâng, 850 nghìn nhé. Thôi em bán 790 nghìn đi. Vâng, 790 nghìn. Vâng. Quá rẻ, loa 3 đường tiếng. Bán với giá đấy thì quý vị chỉ mua được đôi loa bát thôi, còn chưa mua nổi test và chung của nó nhé. Đấy. Rồi ok. Thôi em sẽ thử một loa trước nhá. Đây. Đây, đây em sẽ thử chiếc này luôn này. Ok, em đã đấu lên rồi, nghe hay quá luôn. Và rất phê loa 3 đường tiếng. Phượng Sài Gòn anh vẫn nhớ đây đó sân trường từng cánh hoa đây. giờ thăm nhau Đấu rồi. tan lớp Quá hay quý vị ạ, rất hay. anh mang hoa đôi má em hồng để em hóa thân nàng tiên xuống thăm trần gian. Phượng Sài Gòn chim vẫn hót xưa bối học tìm hồi trong ra chơi quanh thân cây anh cắm tên mình bên tên em muốn tên Phượng. Phượng thương mến yêu loài hoa vẫn vương. Ok, quá hay ạ. Vâng, rất hay nhá. Em thử tiếp đôi này tiếp nhá. Vâng, đấy. 790.000 bán tù mù, vâng, giá chỉ mua được đôi bát thôi, còn tép không mua nổi, còn thùng nữa. Tuy nhiên, em sẽ thử luôn cái đôi này nữa cho chiếc này nữa cho quý vị nhá. Ok, em đấu chiếc này nhá. Đây, chiếc có mỏm sắt này, chiếc loại không có mỏm sắt nhá. Đấy, chiếc loại là chiếc sắt này nhá. Chiều buồn cá ly anh nhớ Sài Gòn người tình hoa văn duyên dáng mặn. Vâng, ok, rất hay nhá. Bàn tay xinh xắn em vẫy tay chào ngày đó chưa phai còn mãi trong anh áo em học chờ. Ok, 790.000 nhá. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em và cái này em nói luôn là em không ship code nhá. Vâng. Vâng, em không ship code. Vâng. Quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, 790.000 bán tù mù nhưng vẫn thử nhé. Vâng, ok. Đấy. Quý vị nào lấy thì xin vui lòng điện thoại trực tiếp cho em nhé. Vâng, em xin lỗi là em cũng sử dụng ít tin nhắn và ấy lắm. Quý vị, nói chung quý vị nào không tiện thì vẫn cứ nhắn tin cho em nhé. Vâng, thì thường thường em sẽ check các tin nhắn vào buổi tối. Ok ạ. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.